Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bóng Đá 365 Chúc quý vị và các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời khi theo dõi video này Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận những tin tức mới được cập nhật mỗi ngày Và bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi những tin tức mới nhất về đội tuyển Việt Nam Bản tin thể thao của chúng tôi hôm nay gồm tin tức đáng chú ý sau đây thưa quý vị Thất bại trong ngày khai màn, Hoàng Anh Gia Lai vẫn ghi điểm vì huấn luyện viên Kia Tisak giữ đúng lời hứa quan trọng. Dù không thể giành điểm trong ngày gia quân tại V-League 2021, Hoàng Anh Gia Lai của huấn luyện viên Kia Tisak cho thấy thay đổi tích cực. Làm khách trước hiện tượng của V-League mùa trước, Sài Gòn FC, Hoàng Anh Gia Lai gặp vô vàn khó khăn trong cách tiếp cận khung thành của đội chủ nhà. Thậm chí, đội bóng của Kia Tisak nhận bàn thua từ một pha để mất bóng vô duyên của Nguyễn Hữu Tuấn, trung vệ đội tuyển Việt Nam. Dù non nớt trong khâu phòng ngự, Hoàng Anh Gia Lai được đánh giá là chơi tốt ở mặt trận tấn công. Họ tạo ra vài cơ hội nguy hiểm và nếu may mắn hơn, thay cho Kia Ti Sắc có thể rời sân thống nhất với ít nhất một điểm. Chính huấn luyện viên Vũ Tiến Thành của Sài Gòn phải dành lời khen ngợi cho cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Dù chưa để lại nhiều dấu ấn về mặt chiến thuật, nhưng Hoàng Anh Gia Lai của Kia Ti chơi khởi sắc hơn nhiều so với giai đoạn cuối mùa trước. Sau trận, Kia Ti Sắc chia sẻ, sẽ ban đầu mục tiêu của hoàng anh gia lai là có điểm trong trận này đầu trận học trò của tôi thực hiện rất tốt ý đồ chiến thuật hạn chế sức mạnh của sài gòn nhưng sai lầm duy nhất khiến chúng tôi nhận thua trận hoàng anh gia lai sẽ làm lại ở trận đấu tới đây bóng đá không nói trước điều gì bởi hai đội nhất và nhì mùa trước cũng thất bại rồi tôi chỉ động viên toàn đội cố gắng thi đấu tốt và có điểm chặng đường phía trước còn dài còn rất nhiều việc phải làm thực tế hoàng anh gia lai của hiện tại có tinh thần chiến đấu cao hơn họ đã vùng lên dồn ép đối thủ đến tận phút cuối cùng với hy vọng giành điểm các chân sút trên hàng công của đội bóng phố núi cũng chịu khó dứt điểm hơn khi có cơ hội câu phượng minh vương hay triệu việt hưng đều đã có tình huống đe dọa khung thành thủ môn văn phòng đáng tiếc phải kể đến pha dội xà của việt hưng Huấn luyện viên Kea Tisak từng chia sẻ, ông không thể thay đổi mọi thứ ở Hoàng Anh Gia Lai chỉ trong một sớm một chiều, nhưng ông sẽ truyền cảm hứng cho học trò. Ông muốn học trò phải có tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Sau trận này, Kea Tisak còn rất nhiều điều phải làm. Nhưng ít nhất, ông để lại dấu ấn đầu tiên của mình trong lần trở lại này. Tin tiếp theo, huấn luyện viên Mano Polking, tôi không muốn lãng phí thời gian với Lý Nguyễn. Trao đổi với chúng tôi, huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh Mano cho rằng Linh Nguyễn giúp ông giải quyết bài toán tấn công ở những trận đấu tới đây. Ở trận đấu đầu tiên của V-League 2021 gặp Đà Nẵng trên sân khách, thành phố Hồ Chí Minh để thua đối thủ tỷ số 0-1. Ở trận này, thầy cho huấn luyện viên Mano cho thấy rõ sự thiếu sáng tạo của mình ở mặt trận tấn công. Không có nhiều cơ hội nguy hiểm được họ tạo ra và một trận thua phản ánh đúng những gì thành phố Hồ Chí Minh làm được. Chia sẻ với chúng tôi, huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh Mano King, cho rằng ông đang chờ đợi từng ngày để được sử dụng Lý Nguyễn. Chúng tôi đang gặp một số khó khăn trong giai đoạn này vì đội bóng chưa có nhiều phương án tấn công, thiếu sự sáng tạo. Đây là điều then chốt trong lối chơi mà tôi muốn xây dựng. Chính vì vậy, Lý Nguyễn và Tuấn Tài hay thậm chí là Jopolo khi trở lại giúp chúng tôi có những điều trên. Tôi hy vọng rằng họ sẽ là những mảnh ghép để chúng tôi trở nên hoàn hảo. Hiện Lê Nguyễn đang cách ly và tới thứ sáu tuần này, cậu ấy sẽ hội quân cùng câu lạc bộ. Có thể là cậu ấy sẽ không tham dự trận đấu sắp tới gặp Hà Tĩnh sau đó 2 ngày. Nhưng cũng không nói trước được đâu, nếu Lê Nguyễn cảm thấy sức khỏe ổn định và thủ tục xong xuôi, tôi sẽ sử dụng anh ấy. Chúng tôi không có nhiều thời gian để lãng phí, huấn luyện viên Mano Polking chia sẻ với chúng tôi. Ở vòng 2 V-League 2021, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh được trở về sân nhà để tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngày 24 tháng 1. Đây là trận đấu có thể giúp họ có số điểm đầu tiên. Tin tiếp theo chưa đá trận nào, Linh Nguyễn đã lên đỉnh V-League. Theo thông tin của trang định giá cầu thủ Transfermarkt, Linh Nguyễn đang là một trong ba cầu thủ đắt giá nhất V-League 2021. Cụ thể, Linh Nguyễn vừa cập bến thành phố Hồ Chí Minh, chính thức trở thành cầu thủ đắt giá nhất V-League với mức định giá 400.000 euro, khoảng 12,5 tỷ đồng. Linh Nguyễn đứng ngang hàng với Petro Paulo, câu lạc bộ Việt theo Bruno Cantanhede, Hà Nội, cùng với mức định giá là 400.000 euro. Tuy đã là người của câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh, tuy nhiên Linh Nguyễn vẫn đang trong giai đoạn cách ly 14 ngày theo quy định phòng chống dịch COVID-19. Vì vậy, anh chưa thể ra sân trong trận đầu tiên của đội chủ sân thống nhất gặp Đà Nẵng hôm qua, 17 tháng 1. Bên cạnh đó, Linh Nguyễn khó có thể góp mặt ở trận đấu gặp câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngày 24 tháng 1, bởi lẽ ngày 22 tháng 1, cựu cầu thủ của New England Revolution mới hết hạn cách ly. Việc chỉ hoàn tất cách ly 2 ngày khó đảm bảo thể lực lẫn cảm giác thi đấu tốt nhất cho tiền vệ này. Dù sở hữu đủ ba suất ngoại binh cực kỳ chất lượng, trung vệ Dragic, tiền đạo Gio Paulo, Dario Federico, nhưng huấn luyện viên Paul King vẫn trông ngóng Linh Nguyễn từng ngày bởi ông đánh giá cao tầm quan trọng của tiền vệ tài hòa. Có Lý Nguyễn, câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh có thêm nhiều phương án trên mặt trận tấn công. Sự hoa mỹ của Lý Nguyễn khi lôi đá bóng ngắn phối hợp đẹp mắt của Mano Ponking trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Trong trận gia quân của thành phố Hồ Chí Minh gặp đối thủ Đà Nẵng hôm qua, thay cho ông Poking để thua với tỷ số là 0-1. Đây là trận đấu cho thấy đội bóng thành phố mang tên bác, bê tắc thiếu sáng tạo như thế nào trong việc tìm đường và khung thành đối phương. Vậy nên có thể hiểu được, Mano Polking ngóng chờ giây phút cầu thủ đắt giá nhất V-League xuất hiện trên sân cỏ Việt Nam lớn như thế nào. Tin tiếp theo, Nam Định Đại Thắng, lãnh đạo FIFA AFC khen ngợi hình ảnh đáng tự hào của bóng đá Việt Nam. Chia sẻ với truyền thông, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF Trần Quốc Tuấn cho biết, ông nhận được nhiều lời khen từ lãnh đạo AFC FIFA khi khoe về ngày khai màn V-League 2021. Như lại bóng đá Việt Nam trong thời gian qua, dù gặp nhiều khó khăn, nhưng VPF, VFF phối hợp hoàn thành tốt mùa giải 2020, khởi tranh mùa giải 2021 đúng kế hoạch. Chia sẻ với truyền thông, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nói, Năm 2020 vì có dịch Covid-19 nên rất khó khăn, tuy nhiên đến cuối tháng 12 vừa rồi, tôi xin vui mừng thông báo 100% hoạt động kế hoạch quốc nội được thực hiện. Trong thời gian qua, không có hoạt động quốc tế, VFF rất nỗ lực, hơn 1.000 trận đấu trong năm 2020 được tổ chức sự thành công trong việc kiểm soát dịch được thể hiện trong thời gian vừa qua. Hôm qua tôi nói chuyện với nhóm lãnh đạo AFF, AFC, tôi quay lại video bằng điện thoại không khí ở sân Nam Định và khoe với họ. Tất cả ngạc nhiên và chúc mừng Việt Nam, họ không ngờ không khí bóng đá vào lúc này lại được như vậy. Ngoài ra, phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn có có những chia sẻ về kế hoạch khá bận rộn của bóng đá Việt Nam trong năm 2021. Năm sau có rất nhiều sự kiện Tiếp tục vòng loại World Cup, vòng loại U23 châu Á, AFC Champions League, AFC Cup và một số sự kiện khác, Trung Quốc đã rút đăng cai vòng chung kết U23 châu Á 2022. Hiện một số nước Tây Á quan tâm đến việc đăng cai giải này. Chúng tôi cập nhật thông tin từ huấn luyện viên Park hang Ngoài ra, chúng ta còn là đương kim vô địch của AFC Cup và SEA Games. Có được danh hiệu đã khó, bảo vệ nó lại càng khó hơn. thiên trường lập kỷ lục ngày khai màn V-League 2021. Thưa quý vị, theo thống kê, sân Thiên Trường chào đón tới 16.000 cổ động viên tới dự khán trận mở màn V-League 2021 giữa Nam Định và Hà Nội. Khi cả thế giới đang chiến đấu quyết liệt với đại dịch Covid-19 ở Việt Nam, V-League 2021 chính thức quay trở lại. Ở vòng đấu mở màn. Trên sân cỏ cả nước chào đón hơn 60.000 cổ động viên tới sân theo dõi cổ vũ cho các đội bóng. Đây là con số ấn tượng nếu so với việc vòng đấu đầu tiên ở V League 2020 thi đấu trong tình trạng không khán giả. Trong đó sân Thiên Trường của Nam Định mở cửa chào đón hơn 16.000 cổ động viên trong trận đấu giữa đội chủ nhà và đương kim á quân Câu lạc bộ Hà Nội. Ngay từ khoảng 15 giờ chiều, tức là 3 tiếng trước giờ bóng lăn đã có nhiều khán giả ở quanh sân vận động Thiên Trường. Cho đến khi trận đấu chính thức diễn ra, hai khán đài A và B của sân thiên trường gần như không còn chỗ trống. Đáp lại sự cuồng nhiệt của người hâm mộ, Nam Định có chiến thắng giòn dã 3-0 trên đội khách Hà Nội vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng. Chính phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chia sẻ hôm 16 tháng 1, Tôi nói chuyện với nhóm lãnh đạo FIFA, AFF, AFC, tôi quay lại video bằng điện thoại không khí ở sân Nam Định và khoe với họ. Tất cả ngạc nhiên và chúc mừng Việt Nam, họ không ngờ không khí bóng đá lúc này lại được như thế. Từ trước đó, Nam Định nổi tiếng khắp cả nước với độ cuồng nhiệt của cổ động viên. Trước đó, hồi tháng 5 năm 2020, thiên trường khiến cả thế giới ngả mũ thán phục khi có tới 10.000 khán giả tới sân trong trận đấu giữa Nam Định, Hoàng Anh Gia Lai ở Cúp Quốc gia. Xếp vị trí thứ hai là trận đấu giữa Sài Gòn và Hoàng Anh Gia Lai khi sân thống nhất đón tới 14.500 khán giả. Việc sắc quay lại làm huấn luyện viên, cùng với đó là độ hot sẵn có của dàn tuyển thủ quốc gia trong đội hình đội bóng phú núi, khiến những trận đấu có sự xuất hiện của Hoàng Anh Gia Lai được quan tâm đặc biệt. Sân Hòa Xuân trong trận đấu tối 17 tháng 1 giữa Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh trao đón 12.000 người hâm mộ. Đây là kết quả cho những nỗ lực kéo lại khán giả tới sân của Đà Nẵng sau mùa giải thi đấu không thành công. Trong khi đó, trận khai mạc chính giữa Viettel và Hải Phòng chỉ đón hơn 4.000 khán giả tới sân do ban tổ chức giới hạn số lượng vé tối đa chỉ có 5.000 vé. Đây được xem như những thành công của bóng đá Việt Nam khi mà nhiều giải đấu trên thế giới bị hạn chế hoặc không có khán giả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Nếu thấy hay thì hãy like và share video. Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh để nhận những video hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.